Đầu ra sản phẩm nông nghiệp luôn là nỗi lo của người nông dân. Một khi thị trường không ổn định, thương lái ép giá thì nhà vườn sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Và bước vào đợt thu hoạch cuối năm này, người trồng cam sành ở huyện Bắc Tân Uyên đang rơi vào cảnh khó khăn khi không tiêu thụ được sản phẩm. Nếu như vào các vụ mùa trước đây, hợp tác xã Hùng Thuận ở xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên được các thương lái bao tiêu gần như toàn bộ sản lượng cam thu hoạch với giá cả ổn định, thì bước vào đợt thu hoạch này, tiêu thụ gặp nhiều khó khăn vì các bạn hàng truyền thống quay lưng. Các nhà vườn lo lắng khi hàng trăm tấn cam sành tới kỳ thu hoạch không biết bán đâu, dù rằng đã hạ giá bán xuống mức thấp nhất. Cái đầu ra nó không ổn định thì nó ảnh hưởng đến giá bán. Với cái giá 3-4 ngàn này thì chỉ đủ chi phí về điện nước, thứ công nhân, còn tất cả các thuốc phân, thuốc đồ này nọ thì có thể là đổ trắng. Theo ước tính của Hội Nông dân huyện Bắc Tân Uyên, hiện có khoảng 1.400 tấn cam sành đang đến kỳ thu hoạch, nhưng chưa có thương lái đến hỏi mua. Số lượng thu hoạch lớn nhưng đầu ra gặp khó khăn nên nhiều nông dân phải tìm cách tiêu thụ nhỏ lẻ hoặc ngậm ngùi nhìn cam tự rụng. Trước khó khăn nhà vườn trồng cam, Hội Nông dân huyện đã có thư ngỏ kêu gọi chung tay ủng hộ tiêu thụ cam sành loại 1 với giá 8.000 đồng một ký. Hiện nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân, kênh bán hàng ở nhiều địa phương trong tỉnh đang triển khai hỗ trợ nông dân Bắc Tân Uyên tiêu thụ cam sành. Hội Nông dân đã chủ động cùng với Hội Nông dân các xã thị trấn trao đổi với hội viên nông dân tìm cái biện pháp để tiêu thụ cái cam cho nông dân. Thì đến thời điểm này thì cũng được sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, rồi công nhân, rồi nông dân, rồi cán bộ công chức viên chức cũng đã hỗ trợ tiêu thụ một số lượng lớn, giúp đỡ cho nông dân trên địa bàn. Ban chấp hành Hội Nông dân xã cũng ứng dụng mạng xã hội để mà kịp thời đưa thông tin đến với người tiêu dùng biết về cái sản phẩm cam của Bắc Tân Uyên. Phát động phong trào trong chính ban chấp hành thì mỗi thành viên đều có ủng hộ tiêu thụ cam trực tiếp đối với các chủ vườn. Sau đó thì Hội Nông dân xã phối hợp cùng với các đoàn thể xã có một chuyến xe để mà kịp thời đưa các sản phẩm cam đến với người tiêu dùng khi mà các chủ vườn người ta không giao kịp. Tăng cường kết nối tiêu thụ sản phẩm, góp phần hỗ trợ thiết thực giúp người nông dân trong giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, về lâu dài, đòi hỏi một giải pháp căn cơ để người nông dân yên tâm hơn, không còn phải trông chờ vào những đợt kêu gọi chung tay ủng hộ nhất thời.